không có quậy phá gì hết. Nó thông minh nữa và nhân lời người lớn nữa. Ừ, nhưng mà tiền phí sinh hoạt của nó ông tính làm sao? Tôi cũng biết chứ. À, về cái phần này á, hai ông bà cứ yên tâm đi, tôi sẽ gửi mà. Mà sao hôm nay sinh nhật con mà ba con không tới vậy? Ông này ngộ ghê á, một năm không biết là thăm con bao nhiêu lần nữa. Ủa, đứng đây đợi tôi một xíu nha, tôi vô lấy cái cầm cái. Ai vậy Hoàng? Bạn gái của con hả? Dạ không, bạn học thôi. Thì tại nó học giỏi, cái kiểu khờ khờ sao á. Chắc là do học giỏi quá nên đầu óc không có được bình thường. Người ta lợi dụng ông mà. Hả? Thì kệ người ta đi, lớn rồi chứ đâu phải học sinh cấp 3 đâu. Từ nay mà quan tâm con Hà nữa, tôi từ ông luôn. Nếu bây giờ ngỏ lời liệu có kịp không?